Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC cùng với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Đài IBC đang phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Quý khán giả cũng dễ dàng đón xem qua màn điện toán toàn cầu là ibctv.us và trang Facebook và YouTube IBCTV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đi qua phần điểm tin. Tổng thống Biden đối mặt với cơn bão giữa nhiệm kỳ. Ông Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến an ninh toàn cầu. Hồng Kông mở lại các địa điểm công cộng, kéo dài thời gian hoạt động của các nhà hàng. Khí cầu rơi xuống mái nhà cư dân ở Australia. Ông Putin tuyên bố chiến thắng tại Mariupol và Hoa Kỳ nói đó là thông tin sai sự thật. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin chi tiết đầu tiên ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Đại diện của Anh, Hoa Kỳ và Canada đã bỏ phòng họp hội nghị tài chính khối G20 phản đối Nga. Phát ngôn viên Bộ Tài chính Anh cho biết phái đoàn Anh tham dự cuộc họp quy tụ 20 viên chức tài chính hàng đầu ở hội nghị thượng đỉnh khối G20 tổ chức tại Hoa Kỳ. Trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đã bỏ phòng họp bước ra ngoài phản đối sự hiện diện của Nga. Đúng vào lúc người này đọc diễn văn. Ngoài giới đại diện Anh thì đại diện của Hoa Kỳ, Canada cũng đã rời ngay cuộc họp. Đây được coi là một hành động tẩy chay ở cuộc họp thượng đỉnh khối G20 năm nay. Sự kiện diễn ra trong ngày 20 tháng 4 được cho là một sự thật rằng khối G20 có thể bị sụp đổ, được coi là một tổ chức đại diện những nền kinh tế hàng đầu. Các cuộc họp diễn ra tại Washington như một phần của hội nghị thượng đỉnh quy tụ các bộ trưởng tài chính của The Big 20, được tổ chức để tìm kiếm những biện pháp đối phó với những thách thức nền kinh tế thế giới. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tuyên bố tẩy chay tất cả những cuộc họp của khối G20 mà có sự tham gia của đại diện Bộ trưởng Tài chính nước Nga là Anton Siluanov. Cuộc họp và giữa các nền kinh tế hàng đầu của Đông Phương và Tây Phương đã bị gián đoạn trước khi bắt đầu. Các quốc gia phương Tây dứt khoát từ chối nói chuyện với Nga kể từ khi Nga đã chiến tranh xâm lược Ukraine, yêu cầu phải loại Nga ra khỏi G20. Theo thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc James Saki, Nga và Tổng thống Putin không có chỗ đứng tại một diễn đàn quốc tế. Tổng thống Joe Biden đối mặt với cơn bão giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ được coi là cơn bão lớn chờ đợi Tổng thống Joe Biden khi tỷ lệ tín nhiệm của ông liên tục sụt giảm. Chúng tôi đã mở rộng căng lên 365 mét, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19 tháng 4 đã phát biểu tại cảng Portsmouth, bang New Hampshire, ca ngợi những cải thiện về cơ sở hạ tầng gần đây tại khu vực này. Chúng tôi đã hoàn thành dự án giúp tàu bè giờ đây ra vào cảng dễ dàng hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Bài phát biểu của ông Joe Biden là một phần trong chuyến đi khắp các bang Mỹ để nhằm khuấy động lại chương trình nghị sự trong nước sau nhiều tuần tập trung vào ứng phó cuộc khủng hoảng Ukraine. Lịch trình của ông thì khá dày đặc tới Bắc Carolina tuần trước, New Hampshire ngày 19 tháng 4, Oregon ngày 21 tháng 4, Seattle ngày 22 tháng 4. Giới quan sát đánh giá đây là nỗ lực của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ nhằm chuẩn bị cho một cơn bão chính trị có thể xảy ra trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11, khi Đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng là sẽ giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Tin từ Á Châu, Hồng Kông cho biết sẽ mở lại những địa điểm công cộng, kéo dài thời gian hoạt động của nhà hàng. Hồng Kông mở cửa lại những phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, công viên giải trí và rạp chiếu phim lần đầu tiên sau hơn 4 tháng đình chỉ tất cả những hoạt động, khi chính quyền đặc khu nới lỏng một số biện pháp hạn chế hoạt động theo chính sách Zero Covid, được coi là nghiêm ngặt nhất thế giới hiện nay. Thời gian hoạt động của những nhà hàng ăn uống được phép kéo dài tới 10 giờ đêm và những cuộc họp nhóm được phép quy tụ từ 2 người lên 4 người. Nhiều trường học cũng mở lại những lớp học trực tiếp sau nhiều tháng chỉ học qua mạng. Việc nới lỏng những biện pháp hạn chế hoạt động ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 được thực hiện khi số ca nhiễm ngày càng tăng tại Trung tâm Tài chính Toàn cầu và giờ đây đã giảm xuống trung bình dưới 1.000 người trong 6 ngày vừa qua, từ mức cao kỷ lục là 70.000 vào ngày 3 tháng 3 trước đây.
Hồng Kông đã phong tỏa biên giới ngăn chặn nguy cơ lan tràn số ca nhiễm COVID-19 một cách hữu hiệu kể từ năm 2020 với rất ít chuyến bay hạ cánh và hầu như không có hành khách nào được phép quá cảnh. Tuy nhiên, các hồ bơi và bãi biển vẫn đóng cửa cùng với các quán bar, vũ trường và phòng xông hơi. Hồng Kông ghi nhận hơn 1.1 triệu ca nhiễm và gần 9.000 người tử vong vì COVID-19 này. Israel xua người cầu nguyện Palestine ra khỏi nhà Hồi giáo Al-Aqsa. Lực lượng Israel đã bố ráp và tấn công khu phức hợp của nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở đông Jerusalem bị chiếm đóng, làm ít nhất là 158 người Palestine bị thương trong vụ xung đột bạo lực và bắt đi hàng trăm người khác. Tổ chức Hồi giáo cho biết là cảnh sát Israel đã bắt đầu đẩy lùi dòng tín đồ Hồi giáo tụ họp để cầu nguyện vào sáng sớm ngày thứ Sáu, lên tới hàng ngàn người. Các đoạn băng video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy là người Palestine đã ném đá, bị cảnh sát bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng. Đây là vụ xung đột bạo lực bùng phát tại khu Hồi giáo trong gần một năm qua. Người Palestine coi cuộc điều động lực lượng cảnh sát Israel đông đảo tại Al-Aqsa là hành động khiêu khích. Tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Palestine cho biết là đã di tản phần lớn người bị thương đến các bệnh viện, tố cáo lực lượng Israel cản trở việc đưa xe cứu thương và nhân viên y tế đến nhà thờ Hồi giáo, làm cho hàng chục tín đồ bị thương kẹt lại bên trong khuôn viên nhà thờ. Cảnh sát Israel cho biết là đã bắt ít nhất 300 người Palestine trong đợt xung đột mới nhất. Khinh khí cầu rơi xuống mái nhà người dân tại Australia. Một chiếc khinh khí cầu đã bị rơi xuống tầng thượng ở căn nhà Melbourne. Người điều khiển khinh khí cầu bị lâm nạn là Nick Brown cùng với 12 người bị hất tung lên mái nhà và ngọn cây. Đều biết không ai bị thương. Nick Brown cho biết khinh khí cầu mới được sản xuất nhưng không may bị rơi vì bay không đúng cách. Khinh khí cầu đang bay lượn lần đầu tiên tại Australia thì một chiếc bị rơi đột ngột. Ông Brown là giám đốc của Liberty Balloon Flight cho biết đã cố gắng điều khiển hướng bay của khinh khí cầu tránh những cột đèn và dây cáp trên cao nhưng không thành. Đây là vụ tai nạn đầu tiên của ông Brown trong 27 năm lái khinh khí cầu và những hành khách ca ngợi thái độ bình tĩnh của ông để giúp cho khinh khí cầu được hạ cánh an toàn. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Trang Lương và Tuyết Nhà sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức nổi bật vừa mới được cập nhật như Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến an ninh toàn cầu, Mỹ phát triển máy bay không người lái Ghost cho Ukraine, cũng như là cháy ở Hà Nội tới 5 người mất mạng, và những tin tức như Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích quy định kiểm soát mạng xã hội của Việt Nam. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.